Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình. Hiện tại thì mình đang ở huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai các bạn ơi. Thì hôm nay mình đang đi vào với cô Thủy để thăm một cái hộ trồng dưa hấu ở trong này. Mình nghe cô Thủy nói là rất là khó khăn, đã bị thua lỗ rất là nhiều. Thì hiện tại mình đã nhận được tổng cộng là 22 triệu tiền ủng hộ của các mạnh thường quân để giúp cho người dân trồng dưa hấu ở Gia Lai vượt qua cái giai đoạn khó khăn này. Thì bây giờ mình xin được đọc những cái tên của các mạnh thường quân đã gửi tiền cho mình nhé các bạn. Thì ở đây mình có ghi vào, mình có đăng lên cái tab cộng đồng của kênh YouTube của mình các bạn ạ. Đây là 22 triệu, trong đó bao gồm là chị Hạnh Đinh Việt Kiều Mỹ là 800 đô, anh hoặc là chị Hào Tina là 100 đô, anh hoặc là chị Võ Hồ Phi 1 triệu Việt Nam đồng, và một mạnh thường quân giấu tên các bạn là 100.000 đồng. Thì cái mạnh thường quân giấu tên 100.000 đồng này là cái người mà gửi cho mình ngay cái hôm đầu tiên mình đăng luôn các bạn. Là trong cái hôm đầu tiên mà mình lên Gia Lai này thì sau khi mình đăng clip thì tối hôm đó mình đã nhận được 100.000 đồng này luôn, là người đầu tiên gửi cho mình. Bây giờ thì mình sẽ vào trong cái hộ ở trong này để xem là người ta khó khăn như thế nào, và sau đó mình sẽ quyết định là mình gửi một số tiền hỗ trợ của các mạnh thường quân đến với hộ gia đình này nha các bạn. Mình cũng chưa có gặp nhưng mà mình nghe cô Thủy nói thôi là anh này anh khó khăn lắm, anh đã bị thua lỗ rất là nhiều rồi, và nãy giờ đường đi vào trong này cực kỳ khó lắm các bạn ơi, ô tô còn đi không nổi các bạn, phải đi bộ vào và đi lên dốc lên đồi các bạn thấy không, đi rất là mệt luôn. Bây giờ thì trời nó cũng hơi âm u một xíu, thì thay mặt các hộ trồng dưa hấu ở Gia Lai thì mình xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả các mạnh thường quân đã gửi tiền ủng hộ. Thì cái số tiền nó cũng không nhiều, 22 triệu. Thì đây là cái nguồn động viên rất là lớn đối với người dân. Nó cho thấy là các bạn đã quan tâm, chia sẻ và ủng hộ tới những người dân trồng dưa hấu ở Gia Lai. Thực sự thì cái người gặp khó khăn rất là nhiều các bạn ạ. Mấy ngày hôm nay mình đã nhận tiền về 3 ngày nay rồi, nhưng mình chưa thể trao cho ai được, tại vì đi đâu cũng gặp người khó khăn, đi đâu cũng gặp người khó khăn. Nhưng mà cái điều kiện để mình trao tiền thì nó lại chưa tới, nên là đây là cái hộ đầu tiên mà mình có thể trao tiền và quay để các bạn cùng xem luôn. Bây giờ mình đi vào nhé các bạn. Cái vùng trồng dưa hấu ở đây rất là rộng các bạn ạ. Nó trải dài mấy trăm cây số vuông như vậy, vừa dưa hấu này, vừa mía như các bạn thấy này. Rồi có cả những cánh đồng lúa nữa. Rồi nhiều cái loại hoa màu khác lắm các bạn. Nếu như các bạn đi bình thường các bạn không thấy đâu. Nếu như không có cô Thủy dẫn đường này thì mình sẽ không đi được đâu cả các bạn ạ. Thì mấy ngày qua mình đi với cô Thủy thì chính bản thân cô Thủy cũng chia sẻ rất nhiều với người dân đây. Cô Thủy đã mua dưa hấu ở đây với cái giá cao nhất có thể và đem về Sài Gòn bán với cái giá 5.000 đồng. Thì các bạn thấy là cô Thủy không thể nâng giá bán ở Sài Gòn, tất cả đều bán với giá 5.000 đồng, vì các bạn đã quen với cái giá đó rồi, nâng giá lên bán không được các bạn ạ. Chỉ có giá 5.000 là dễ bán nhất. Tuy nhiên cô Thủy đang tăng giá cho người dân đây. Từ ban đầu các bạn chỉ có 1.000 đồng thôi, bây giờ lên tới 3.000 đồng 1 kg tại ruộng rồi, và đưa về Sài Gòn cho các bạn nữa. Rất nhiều chi phí. Mấy bữa nay mình đã quay các bạn đấy, rất nhiều chi phí. Và giá đang tăng từng ngày, tuy nhiên giá bán thì không tăng các bạn. Thì hy vọng các bạn sẽ luôn ủng hộ dưa hấu của người dân Gia Lai trong cái giai đoạn khó khăn này nha các bạn. Nếu các bạn không mua không ăn thì bỏ hết các bạn. Tất cả là nhờ vào cái lòng hảo tâm của các bạn thôi. Bây giờ mình đi vào mình thăm hộ gia đình này các bạn. Đây là nhà này hả cô? À nhà trong kia hả cô? Cái vườn này là hôm vừa rồi cô mua rồi. Nhưng mà còn một lứa sắp bán nữa. À dưa non trên kia. Đường đi vào đây khó quá các bạn ạ. Trước là mình mua vườn này giá bao nhiêu cô nhỉ? 270 tấn. 270 tấn. Cô có thể chia sẻ một xíu để cho mọi người biết là hôm đây là hôm mình mua là mình cách là cái giá thị trường ở đây chỉ dạ. 6.7 là cô tính người ta 2.000 này. Cô có thể chia sẻ mọi người biết là cái hoàn cảnh của anh này khó khăn như nào không cô? Đây là bị bệnh tật là chân là không đi được. Dạ. Mà có được 4 đứa con coi như khổ cực lắm. Dạ. Lỗ lẽ rồi. Cô chịu không được, cô không phải tính 2.000 á. Dạ, cô thấy thương quá nên cô tăng giá mua cho hả cô? Thị trường hôm đó là 6. Thị trường là hôm đó là có 1.600 này. Thị trường có 1.600 nhưng mà cô mua giá 2.000 cho anh.
đây là hôm đấy là ba người, ba chú nè, hai trăm mấy chục tấn. Còn cái anh bị tật đó là được bao nhiêu tấn cô? À, bị tật đấy là 99 tấn, giỏi không? Ngồi một chỗ chỉ huy mà. Ngồi một chỗ. Làm một chỉ huy là một xào đạt được 3 tấn. Dạ. À, hôm đó con thấy cô mua, cô hay cho thêm tiền vào nhà vườn, thì không biết là ngoài cái tăng giá thì cô có cho thêm tiền sau khi bán dừa đúng không? Nhà này này. Có nghĩa là đúng ra thì thị trường hôm đó là 1.600, 1.700 á. Dạ. Nhưng mà cô tính 2.000 là cô thêm cho người ta được ba giá dưa. Là tổng là thêm bao nhiêu tiền với cô? Ba giá dưa thì 90 tấn rồi. Cô hết đây thì 250 tấn. Mà 250 tấn là 70 triệu. Là 75 triệu. Cô thêm cho 75 triệu. Là ba anh em hay là mình anh đó? Ba anh em. À. Thì em chị ruột với ông anh với thằng em bị dèo đó. Dạ. Đây này. Trà đây là trà dưa non. À đây là cũng là dưa của nhà đang làm vụ tiếp theo hả cô? Ba người cũng làm chung với nhau này. Cái này còn bao lâu nữa thu hoạch ta? Cái này khoảng đây này cô con. Để coi dừa quả nhỉ. Cái này khoảng tầm à, trái to to này. 20 ngày nữa thu. Thì nó vẫn là đang trong cái đợt giá thấp đó ha. Ừ. Bây giờ không có biết là khi nào giá nó lên được các bạn ạ. Tại vì nãy mình có nói là cô Thủy á đang tăng giá cho người dân ở đây từng ngày. Tuy nhiên là giá bán ở Sài Gòn bán giải cứu á chỉ có 5.000 thôi. Lúc nào cũng chỉ là giá 5.000, không thể nâng giá bán được các bạn ạ. Còn cô Thủy thì lúc nào cũng vừa tăng giá này, ví dụ như bán được lời còn hỗ trợ thêm cho họ nữa. Mình bán buôn là chỉ có 4.000 này. Dạ. Mà hiện giờ thị trường ở đây đã mua 3.500 rồi. Dạ. Bây giờ mình đi vào mình thăm nhà anh đi. Anh tên gì cô nhỉ? Dương. Anh Dương. Này. Đây là hai anh em ở Bình Nghi Tây Sơn. Đây là bà chị. Đây ba anh em ở ba cái chòi các bạn. Ở Tây Sơn Bình Định hả cô? Ở Tây Sơn Bình Định. Chị đây là tính Hương mà chị ruột của Dương đây nè. Chồng không có mà hai đứa con. Dạ, khó khăn hết ha. Mình chia sẻ là mình đã nhận tiền 2-3 ngày nay rồi chứ mình chưa thể trao được các bạn. Tại vì hôm nay là cái hoàn cảnh mà mình cảm thấy là nên trao nhất từ hôm mình nhận tiền đến bây giờ. Thì hôm nay mình đi vào mình xem như thế nào nha. Tới chòi của anh. Đây, tới chòi của anh Dương nhé các bạn. Đây. Ở đây là rừng núi rồi các bạn ơi. Đó. Đây là chòi của anh Dương này. Anh Dương có cái ba lô giống ba lô của mình nhỉ. Đây. Em chào chị. Anh ở đâu rồi chị? À, bọn em đang có cái món quà của Mạnh Thường Quân này, muốn gặp anh Dương á. Này là chị gái. Đây là vợ. À vợ. Vợ của anh Dương các bạn ạ. Này con. Con mấy tuổi rồi? Dạ chứ. 13. 13 là lớp 7 phải không con? Lớp 7 hay lớp mấy? Lớp mấy? Nói to lên con. Ngại hả? Ngại. Bất cỡ. Dạ, con học lớp 8. Ê, các bạn thông cảm xíu là mình cũng làm YouTube nên mình không dám quay hình ảnh trẻ em các bạn. Nên là thôi mình nghe bé nói thôi. Con của anh Dương học lớp 8 các bạn. Đây là cái vườn rau ha. Đây, cái chòi đấy các bạn này. Bây giờ anh Dương anh bán dừa rồi, nhưng mà anh vẫn còn một lứa dừa tiếp theo chuẩn bị đi thu hoạch khoảng 20 ngày nữa như cô Thủy nói các bạn. Ở đây là các bạn thấy này, xung quanh là đồi núi hết. Và người ta trồng xen canh rất nhiều loại cây trồng khác nhau. Mía này, sắn này, rồi lúa này, rồi có khi để đất trống này, rồi cây rừng. Nên là nếu như các bạn, nhiều bạn gọi cho mình hỏi là muốn lên đây mua dừa có được không? Muốn mua 10 tấn, 20 tấn đấy, mình trả lời cho các bạn rất là khó, thậm chí là không được. Tại vì người ta bán cả vườn và cái đường đi rất là khó khăn. Nếu như không có người dẫn đường các bạn. Thì tới nay như lúc đầu clip mình nói, mình đã nhận được 22 triệu rồi của 4 Mạnh Thường Quân. Thì hôm nay mình sẽ bắt đầu, có thể mình sẽ trao cho hộ đầu tiên. Tuy nhiên mình phải trò chuyện với anh đó xem như thế nào đã. Rồi mình sẽ quyết định nhé các bạn, tại vì mình chưa gặp được mà. Đấy, bây giờ mình sẽ chờ anh về nha. Anh đi sang nhà hàng xóm nha các bạn ạ. Trong lúc mà mình đang chờ anh Dương về thì mình đi ra mình thăm ruộng dừa của anh Dương. Thì cái ruộng vụ trước thì đã bán cách đây khoảng 1 tuần rồi. Đây, vừa mới thu hoạch bán này. Thì ở đây người ta thu hoạch xong là người ta cày ruộng luôn. Nhưng mà cái ruộng này thì chắc là chưa cày xong các bạn, mới cày xong bên kia. Thì khi mà cô Thủy nói, khi mà thu hoạch ở bên này thì bên này nó còn dưa. Thì những con sâu bệnh ở bên này các bạn, những con sâu bệnh ở bên cái ruộng đã thu hoạch rồi, nó lại nhảy sang cái ruộng bên này. Nên là hiện tại mình thấy cái ruộng dưa của anh Dương các bạn bị sâu bệnh khá là nhiều luôn.
Đây, những cái sâu bệnh nó làm cho lá dừa này nó xoăn lại như này các bạn, thì nó sẽ làm cho trái dừa không phát triển được. Cái lá dừa nó phải to, phải đều như này, phải mở hết như này, nhưng bây giờ nó xoăn hết các bạn, thì nó do cái sâu bệnh ở bên kia qua. Mình nghe cô Thủy nói vậy. Thì các bạn nếu như nhìn bằng mắt thường, các bạn thấy là cái ruộng của anh Dương bị nhiều lắm các bạn, bị nhiều cái sâu lắm. Thì có thể cái vụ dừa này, cái năng suất của anh Dương á, sẽ bị giảm rất nhiều so với cái dừa vừa mới thu hoạch bên đây. Đó, thì bữa lúc nãy cô Thủy có nói á, là thấy anh Dương cũng khổ quá, nên là cái lúc mà giá dừa đang 1.700 thì cô Thủy đã mua tăng giá lên 2.000, tăng lên 3 giá nữa, tức là 300 đồng một ký. Tăng lên 300 đồng một ký, mua với giá 2.000 một ký như vậy. Thì cô Thủy đã tăng lên 6 mấy triệu lúc nãy cô nói các bạn, cho cái ba hộ gia đình như này là tăng thêm. Tuy nhiên cái giá bán ở Sài Gòn vẫn là 5.000, lúc nào cô Thủy cũng chỉ bán với giá 5.000. Dù cho là giá ở đây thấp, giá ở đây cao thì bán ở Sài Gòn là không bao giờ tăng giá nha các bạn. Thì hy vọng các bạn sẽ luôn ủng hộ cô Thủy và cái đặc biệt là cái người dân trồng dưa hấu ở Gia Lai này và ở cả Phú Yên nữa các bạn. Phú Yên, Gia Lai thì đều trồng rất nhiều dưa hấu và đang bán đại trà trong cái dịp này. Bây giờ mình lại tiếp tục mình chờ vợ của anh Dương đi, chở anh Dương về nhá mà. Không biết là anh Dương đi sang thăm hàng xóm hay thăm ai đó, cũng gần đây thôi các bạn ơi. Nhưng mà đường đi ở đây nó rất là khó khăn, đồi núi chập trùng nên là đi lại nó cũng hơi lâu một xíu các bạn. Nãy giờ mình chờ 20 phút rồi, chưa thấy anh Dương về đâu. Anh Dương về các bạn ơi. Dạ. Em chào anh. Ôi. Ê, mình đi vào đây, anh Dương về các bạn ơi. Thấy anh đang cầm cái cây á. Nãy giờ chờ hơn 20 phút rồi. Cô Thủy bảo anh không đi được các bạn. Đây, xem anh đi như thế nào. À, anh mới ở đâu về anh? À, lên mấy trại dưa khác thăm anh em trên đó hả anh? Có xa không anh? 2-3 cây vậy. 2-3 cây. Lúc này cũng là vợ anh chở ra luôn à? À, mượn mấy mình chở xuống rồi. Dạ. Thì em cũng chia sẻ một xíu là em là người mà mấy bữa nay đi theo cô Thủy rồi đi thăm đời sống của người dân trồng dưa hấu mình nhá. Xem là khó khăn như thế nào để cho mọi người xem, mọi người chia sẻ và ủng hộ. Đấy. Thì hôm nay em được cô Thủy giới thiệu là mình là cái hoàn cảnh cũng rất là khó khăn đây. Thì bọn em cũng vào, bọn em tìm hiểu và đồng thời có một cái món quà nhỏ nhỏ của các Mạnh Thường Quân á, em gửi đến anh luôn. Thì không biết là anh có thể chia sẻ là mình tên đầy đủ là gì không anh nhỉ? Văn Xuân Dương. Văn Xuân Dương à? Anh làm dưa lâu chưa anh? Làm từ năm 98 à. 98 giờ. Hiện tại là nhà mình nợ ngân hàng nhiều không anh? Có nợ không anh? Ồ, nợ chắc 2 mấy gần 300 rồi. 200 mấy gần 300 triệu. Em có nghe cô Thủy nói là anh có 3 con gái đang học ở Sài Gòn à? Một con học Sài Gòn, 2 con ở đây, con học lớp 10, con học 11. À, một con gái học ở đại học ở Sài Gòn. Một con học lớp 10 với lớp 11 ở ngoài Phú Yên này. À, con ở thành gia học lớp 8 này. À, con em trai học lớp 8 nữa. 4 người con đang đi học hết hả anh? Dạ. À, con gái học ở Sài Gòn là trường ngành gì anh biết không? Nó cao đẳng quản trị kinh doanh. À, cao đẳng công thương. Ngành quản trị kinh doanh ha. Mà mình phải đóng nhiều tiền không anh? Cũng có nộp đó là cũng năm chắc 2 mấy triệu rồi. Một năm 2 mấy triệu là đều là chi phí của vợ chồng anh hết. Hay là con có đi làm thêm không? Con nó lo nó học chứ còn. Dạ. Thì nó có đi tấu, nó đi phụ đủ nó bán gì. Dạ dạ, đấy. Thì cái vụ dưa vừa rồi nhà mình lỗ nhiều không anh? Cái vụ vừa bán xong này. Chắc lỗ chắc 100 mấy giờ. Lỗ 100 mấy. Chưa tính đại lý rồi. Dạ. Mình cũng rõ chắc thưởng 100 rưỡi rồi đó. Rồi bán giá dưa nhiêu? 1.700.000 chỉ thêm được 2.000 đấy. À, thế là giá là 1.700.000, cô Thủy lên được lên 2.000. Thấy khổ quá, trò chuyện hài da, hài bà da. Dạ, thấy khổ. Anh ăn gì cho anh? Anh cơm nào anh cơm mấy dạ. Anh tại anh rồi. Dạ, anh thì chia sẻ là mình bị như này là từ nhỏ hay là... Dạ. Thì nhưng mà với cái điều kiện nó khó khăn này sao mình lại quyết định là mình làm dưa vậy anh? Tại vì nó khá là vất vả. À, bây giờ nhà cũng làm nông, làm việc nặng làm nấu. Là không nổi. Đi làm lại rồi mướn công rồi vợ con rồi nó làm cho mình chỉ đạo làm rồi mình làm. Dạ. Làm mướn ai mướn mà. Làm mướn không ai mướn đúng rồi. Nhưng mà mình ở chòi dưa này là bao lâu rồi? Mình không về nhà. Hôm 10 mấy tháng 9 âm lịch ạ.
25 tháng 9 năm lịch. 25 tháng 9 năm lịch là có về nhà. Tết cũng không về luôn. Dạ. Thế em thấy bây giờ cái ruộng dưa của mình nhá, cái ruộng đang làm này, chắc khoảng 20 ngày để thu hoạch, nó cũng bị sâu bệnh khá là nhiều, chắc là sắp tới cái năng suất của nó cũng không có đạt lắm hay. Không đạt bằng trà đâu. Dạ. Ở đây do gòn dưa lớn này, trĩ nó ăn qua. Dạ. Sâu bệnh nó qua. Sâu bệnh ở cái vườn mà mình đã thu hoạch rồi nó nhảy qua. Em cũng mới nghe cô Thủy cô nói vậy. Thế hiện tại là anh có thể chia sẻ thêm cho mọi người xíu là mình đang gặp những cái khó khăn về giá này, về kinh tế như nào không? Anh có thể chia sẻ, tại vì nhiều người không hiểu được là cái hoàn cảnh khó khăn của người dân ở đây. Bây giờ nói chung mày chia sẻ mình cũng ấy thôi, chứ bây giờ cũng mày làm vụ sâu rồi mày gỡ lại trả ngân hàng rồi, giá giờ chia sẻ thì rất à. Thế là mình hy vọng là cái vụ sau mình làm mình trả ngân hàng. Rất là nhiều người làm dưa cắm sổ ngân hàng, không biết là nhà mình có cắm không? Cắm hai sổ rồi. Cắm lâu chưa anh? Cắm hôm làm dưa ra là cắm 180 triệu, còn quay bên hồng thoát nghèo ấy, bây giờ nó cho vô hộ nghèo, nó cho ra, nó cho vô nữa là dây 60 triệu nữa. Dạ. Rồi dây sinh viên cho con anh học. À, con gái đi học cũng vay sinh viên nữa. Hiện tại bây giờ anh đang phải nuôi 4 con ăn học. Một con học cao đẳng công thương này, hai con học lớp 10, lớp 11 này, với lại một con trai là học lớp 8. Con trai bây giờ sao lại lên ruộng dưa với bố rồi? Nghỉ này. À, đang nghỉ corona. Dịch cúm này. Đang nghỉ dịch cúm, thế là cho lên với bố luôn. Mới lên mẹ nó sáng. À, mới lên sáng này luôn. Chứ bình thường cũng có hai vợ chồng ở đây thì anh. Hai vợ chồng. Dạ. Con bây giờ cho nhiều, là do rồi. Nó còn dạ. Ít hay nữa là nó lỗ quá thôi, cho con nó nghỉ, mình làm cho nó. Dạ. Muốn con mà ở hàng tháng nữa, mỗi tháng 6-7 triệu bạc nó. Dạ. Thì bây giờ như này em cũng chia sẻ với anh luôn là trong cái đợt vừa qua em cũng kêu gọi ủng hộ, em kêu gọi được 22 triệu nhưng mà cho rất là nhiều hộ dân. Hiện tại thì em chưa có gửi đến ai cả, anh là hộ đầu tiên. Thì em thấy cái hoàn cảnh của anh cũng khá là khó khăn. Cô Thủy cũng chia sẻ khá là nhiều rồi, thì em xin được gửi anh là 10 triệu thì để anh lo cái chi phí trong gia đình trong những ngày sắp tới. Thì anh bây giờ em gửi anh luôn ha. Cảnh dạ dạ đây em ủng hộ cho chị và chị. Dạ dạ dạ. Thì em cũng đang tính là sang chỗ chị gái. Thế anh luôn á. Chị về quê rồi em. Chị về quê rồi. Thì không có chị ở đây thì trao hơi khó, không biết là các mạnh thường quân người ta có chịu không. Bây giờ nói dạ. Thì cũng khô em. Đây để em chết rồi. Anh cầm hộ em nha, giờ tí anh đếm lại nha, để em đếm trước 1 này. 2 này. 3 này. 4 này. 5 này. 6 này. 7 này, 8, 9, 10. Anh đếm lại 10 triệu, anh đếm lại đầy đủ đi. Anh đếm lại đi. Đâu đủ đâu. Anh cứ đếm lại cho mọi người coi. Cho mọi người. Tại vì mọi người đang coi video, mọi người phải coi cho rõ. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 20 tờ là 10 triệu ha. Thì ở đây là còn 12 triệu nữa thì mình sẽ trao những hộ khác. Thì em đang định trao cho của anh chị của anh luôn. Nhưng mà lại bảo là không có ở đây thì cũng rất là khó. Không biết là bây giờ mình có qua được không? Ở qua này thì em qua đứng đại diện cho chị nhận đại diện. Không biết là các mạnh thường quân có chịu hay không, tại vì là bây giờ thì cũng khó khăn em. Dạ. Chồng chết. Anh có thể chia sẻ là cái hoàn cảnh như thế nào? Chia sẻ chị là chồng chết lâu, mười mấy năm rồi. Dạ. Bây giờ là có hai người con mà con có vợ rồi, còn thằng em đi lính là mới trả dầu xong qua đây lên quân ngũ nhập ngũ rồi mà quân đầu nó đủ sức khỏe nó trả không đủ sức khỏe trả về mới giờ sang qua vậy là một mình giờ. Chị làm cũng nuôi hai người hai người con đó. Một mình chị dạ. Còn một chị nữa là ai nhỉ, em thấy bảo là ba anh chị em làm ở đây. Ông anh đầu đường này dạ. Ông anh có một cô ruột ở nhà. Ông anh có nhà không? Có anh lệ mẹ là tai biến. Mẹ tai biến. Cha chết rồi còn hai vợ chồng bây giờ mẹ còn chỉ ở nhà nuôi mẹ bị tai biến dạ. Anh nằm chỗ đó. Dạ. Mình anh nóng quá, anh được rồi. Anh. Bây giờ anh có thể theo em sang bên đó được không? Đúng anh dẫn em sang, anh dẫn em sang. Hai bọn em sang bên đấy. Thì chị dẫn anh qua cũng được, nhưng mà phải có anh, phải có anh. Qua chạy chị này. Dạ dạ. Qua nhà ai mà có nhà thì cả anh qua nữa. Mình nói chuyện. Chạy chị đây sao? Vâng vâng, đây này. Nhà ai còn ở nhà này? Ý là không, chị vừa. Chị về Bình Định được. À. Bây giờ chị mới giờ chị hứa là con chị nó nghĩ là bà nó. À là tại vì con được trả về do không đủ sức khỏe. Nên là chị đang đi đón, chứ bình thường cũng ở đây. À, bình thường là mới về hôm nay ra mà. Mới về trưa nay thôi. Thế thì chắc là em gửi anh 5 triệu anh đưa chị giùm em ha. Chắc là các mạnh thường quân cũng chịu thôi chứ bây giờ. Con tờ nữa kìa. Bây giờ mình không gặp được cái chị đó các bạn ạ. Nhưng mà mình quyết định là mình trao luôn. À, cảnh cầm hộ với. Mình bỏ tiền đâu ta? À đây.
cảnh quay giùm mình nha. Thế bây giờ chị đó tên gì chú? Văn Thị Xuân Hương. Văn Thị Xuân Hương là ở Bình Nghi Tây Sơn. Bình Nghi Tây Sơn. Đây có, bây giờ con gửi cho chị 5 triệu luôn. Thì anh cầm khi nào mà chị lên thì anh gửi chị giùm em với ạ. Mời chị lên. Dạ đây. Bây giờ đang đi về đón con do bộ đội trả về đó các bạn, do không đủ sức khỏe. Vừa mới nhập ngũ vài ngày thôi. 3 à. Triệu ha. 4 5. Đấy. Yeah. Đấy là 5 chị triệu. Chị là con. Văn Thị Xuân Hương. Văn Thị Xuân Hương. Ở Bình Nghi Tây Sơn. Dạ, Bình Nghi Tây Sơn. Có to rõ chẳng mà nhận tiền mà sao yếu sao. Cảm ơn các mạnh thông tin. Dạ chưa chưa. Chưa bây giờ. Chưa bây giờ thì thông qua. Bây giờ như này này. À, thì nãy giờ thì anh có thể gửi một cái lời cảm ơn nào đó tới các mạnh thường quân thì bây giờ mình gửi cảm ơn được cái đó. Cũng xin đại diện cho mấy anh em. Cũng cảm ơn các mạnh thường quân. Dạ. Ủng hộ ít nhiều cho gia đình các hộ dừa chúng tôi. Dạ. Cảm ơn cũng nhờ bên nhà tài trợ ủng hộ thêm nữa đỡ cho ủng hộ cho nhiều nhà vườn khác. Đúng rồi, nhiều nhà vườn tại vì tại vì là mình có nói trong các clip với các bạn, ai cũng gặp khó khăn cả. Thực sự là bây giờ ai cũng cần hỗ trợ hết nhưng mà mình phải rất là đắn đo là lựa chọn những cái hộ mà theo cảm nhận của mình là khó khăn nhất ấy, để mình hỗ trợ chứ còn ai cũng nợ, ai cũng cắm sổ cả. Và đặc biệt nó còn tham thá hơn thì nó cũng đỡ vất vả hơn. Dạ. Đặc biệt là cái vụ này thì ai cũng lỗ hết rồi. Và anh có thể là chia sẻ một xíu cái nghề làm dưa của mình nó vất vả như nào không anh? Khô lắm, làm như hình như là nó cũng có dừa dốc, khẩu bắt chặt, rồi mưa nắng cũng phải làm. Rồi bệnh tật rồi là mình lo khốn, nói chung là chừng nào bán cầm đồng bạc trong tay rồi là mới thấy hết khổ thôi. Lúc nào cũng lo. Mình lại chú thì mình lo luôn. Còn công cái thì mình phải xếp với dạng như mọi làm chuyện gì làm nay mình xếp trước đó, mình nối công nó làm sao nó biết được. Lo đủ chuyện, chừng nào cầm đồng bạc tay rồi lo lỗ gì cũng cầm đồng bạc tay rồi mới xương được. Mới thầm tha đầu ép được. Thế vừa rồi là bán được cái tiền đó là anh đã đi sắp xếp đi trả nợ chưa? Bây giờ là mới gửi về nhà. Mới gửi về nhà là bán được 200 đấy. 200 giờ đủ lấy lại 2 cái số kìa. À, thế là cái vụ dưa vừa rồi là mình đủ tiền để lấy lại cái sổ đỏ rồi. Đủ lại cái sổ. Đại lý rồi là chưa tính thầu gác lại. Thế là tiền phân, tiền thuốc này kia của đại lý là mình gác lại. Chắc là mình đợi cái vườn dưa này quá. Đợi cái vườn dưa này thì để có giá cao cao rồi một chút này cũng dạ. Như anh làm dưa được bao nhiêu năm rồi? Từ năm 98 này. Năm 98 đến giờ. Mà đã có vụ nào mà nó thê thảm như năm nay chưa? Có cái vụ mà nó cũng lỗ chứ mà hầu nó số lượng mình làm ít chứ mà cũng thị trường cũng mua à. Do dưa nó hư. Dưa nó hư sau dưa cũng thị trường cũng chưa bao giờ là như năm nay. Thế còn hai người con hồi nãy mà anh mới nói, hai người con gái là lớp 10 là đang học ở quê à? Vâng. Đang ở Bình Nghi Tây Sơn đấy phải không? Bình Nghi Tây Sơn. Đứa học tên gì? Nó không còn Văn Thị Kim Ngân. Văn Thị Kim Ngân. Còn em nó là Văn Thị Thu Thảo. Là anh chị cũng phải gửi chi phí về hết ha. Ở đó có ai lo cho hai con không? Có ông bà hay là ông bà nội là lo cơm nước ha. Đấy, thế cũng được. Bây giờ mình đi di chuyển sang nhà anh đang ở nhà đi. Đi. Anh nội xuống xuống thôi. Chân này là anh bị từ năm bao nhiêu tuổi? Hồi nhỏ à. Từ nó là bẩm sinh rồi. Bẩm. Dạ, sinh ra là vậy. Đúng, gió nó bị tai biến rồi mới bị đúng không? Chứ còn lúc sinh ra thì bình thường. Sinh ra bình thường mà ra coi là mấy tháng á, nghe ông bà nói lại là mấy tháng rồi rồi. Dạ. 5-6 tháng gì ạ? Dạ dạ. Đi, mình sang mình gửi cho anh nó đi. Cái chân tay như này thì không biết làm dưa kiểu gì được. Chỉ gọi là mình bộ phận kỹ thuật anh. Lên phương án. Được mà giờ yếu phải chống cây hầu kia cỡ xe đâu được. Hồi xưa còn đi được nhưng mà bây giờ yếu quá rồi. Giờ lớn tuổi giờ yếu. Đấy, mình chịu khó một xíu nha anh. Mình di chuyển qua cái chòi của anh. Đưa điện anh thứ cho anh không? Không là có nhà không? Mới rồi nè. Tại vì mấy bữa nay mình giữ tiền trong người cũng khá là bồn chồn. Tại vì mình chưa quay được clip cho các bạn xem á. Nên là hôm nay mình phải vào đây để mình quay và mình trao hết luôn. Để cho các bạn cùng khỏi về thắc mắc là mình hôm giờ mình giữ tiền nhưng mà mình chưa quay clip. Đấy, để xem anh có nhà không anh? Đó điện anh. Vậy là đi đâu là chị phải chở đi hết à? Ở nhà anh có chơi cho cái đường cái này ấy, còn ở đây rừng núi đá rồi anh khó cỡ. À. Còn ở nhà anh tự. Tức là ở những cái đường mà bằng phẳng anh vẫn có thể tạm đi xe được. Mình có bê tông rồi. Anh cỡ đi. Còn này đường rừng núi thì. Đá rồi.
Dạ. Dạ chị em hỏi chút chị tên là gì? Nguyễn Thị Thơ. Nguyễn Thị Thở. À chị lấy anh lâu chưa chị? Em 98 á. 98 bây giờ rồi. Dạ. Thôi bây giờ mình qua nhà anh trai đi. Anh cũng đi đâu vậy anh? Dạ. À đây là cái nhà trò của chị gái đây, đây hả? Không có ai ở đây. Thôi không có thì mình ghé vào mình coi cái chòi thử coi. Mà không có nhưng mà bây giờ mình cũng trao luôn các bạn ơi. Để nhờ anh Dương anh chuyển. Đây là cái chòi của chị gái của anh Dương. Cũng không có nhiều các bạn mà ai khó khăn hết. Đây. Đây là cái chòi của chị gái của anh Dương các bạn này, đi về đón con rồi. Ở đây là người ta phải ngủ trong mấy cái mùng này các bạn này. Buộc kín lại chứ không là muỗi không chịu đâu. Ở rừng mà. Đây. Đây. Đi về đón con trai rồi. Nghe nói cũng cô cũng rất là mừng. Con trai bị trả lại do sức khỏe không đủ để đi bộ đội. Nhưng mà chị cũng rất là mừng khi được con trai được về và chị đó đi đón trong sáng nay. Bây giờ mình đi qua cái chòi bên kia nhé các bạn. Mình đi xuyên đường này sang luôn. Đây cái chòi bên đó đó. Thì như vậy là hôm nay mình có 22 triệu nhé các bạn. 22 triệu thì mình trao tổng cộng là 20 triệu ở đây. Nhà anh Dương 10 triệu và hai anh chị em khác mỗi nhà 5 triệu. Còn 2 triệu nữa thì mình tạm thời mình giữ đó. Trong mấy ngày tới mình ở đây mình còn gặp ai khó khăn nữa thì mình trao nốt 2 triệu đó nhé các bạn. Anh cho hỏi xíu là mình tên gì anh nhỉ? Hoàng. Anh Hoàng là anh là như thế nào với anh Dương? Nhà cô nhà cậu dạ. Mẹ em thứ ba ông già thứ sáu. Dạ dạ. Thì anh có thể chia sẻ một xíu là vụ vừa rồi mình lỗ bao nhiêu đúng không anh? Để cho các mạnh thường quân biết xem là cái hoàn cảnh khó khăn của người mình, người dân mình nhé. Trăm mấy. Rồi nhà mình có cắm sổ không anh? Có. Cắm lâu chưa anh? Mấy tháng rồi ạ. Mấy tháng. Tức là hình như là em thấy là cái điểm chung là mình cứ đi làm hết vụ dưa mình lại lấy sổ ra. Tới vụ dưa mình lại cắm vô. Bán dưa lại lấy ra. Mấy ở đây là cũng đúng lấy số này cho nhiều người vẫn có tiền lấy số là nhiều. Dạ. Tức là may là còn có tiền để lấy sổ. Hiện tại là còn trà dạ. Chưa thu. Chưa thu. À cái lúng trước mặt này ạ. À em tưởng là lúng trước mặt là của anh Dương. Không chung mà. Chung, ba anh em chung làm chung hết. Chia ra. À. Tức là ba anh chị em làm đầu tư chung. Lời thì cùng hưởng và lỗ thì cùng chịu. Chia ra phần anh lấy làm nhưng mà chia dùng tất đất. Ây da. Tức là những người là 10 sào vậy. Người là 10 sào. Mình đem nó là 30 sào ấy. Chưa ngừ đoạn này là 10 sào ấy là. À, còn cái đoạn vừa rồi thu là mỗi nhà một miếng là đã thu rồi. Thu rồi. Chưa đều hết rồi. À. Dạ. Thế là sáng giờ mình đi đâu vậy anh? đi có đi thăm bạn dưa giống anh Dương hả? Thì hôm nay em tới đây á là có cái số tiền của Mạnh Thường Quân hỗ trợ thì lúc nãy em cũng có nói bên chỗ anh Dương rồi. Em vừa rồi em nhận được 22 triệu tiền hỗ trợ của các Mạnh Thường Quân. Nhưng mà chỗ anh Dương thì khá là khó khăn. Thì em xin phép được tặng anh Dương là 10 triệu tiền hỗ trợ Mạnh Thường Quân. Thì còn anh với chị gái bên này thì đi về đón con nữa. Thì em xin phép là gửi 5 triệu để anh lấy cái tiền này. Anh lo cho cơm nước gia đình trong mấy ngày sắp tới. Tại vì mình cũng chưa về. Đa số là người bán dưa xong rồi đều về quê hết đúng không anh? Rồi tới mùa lại mới lên. Nên là các bạn ạ, những hộ mà mình đã quay trước đây á, là người ta đã đi về quê hết rồi, mình không tìm được. Nên là hôm nay mình vào đây mình gặp anh thì mình trao luôn. Bây giờ cảnh chắc là mình tắt cái chuông này xíu rồi. Chắc là ai ở đây, cảnh cầm để mình đếm tiền cái nha. Đây. Em gửi anh 5 triệu. Ở đây là có 1 2 3 4 5 6 7 8 rồi. Ở đây là 1 triệu anh đếm có phải không? Đây, em đếm hình như hơi lộn rồi. Bỏ 2 triệu này. À, này là 2 triệu này. Đây là 3 triệu này. Để thấy nhiều chắc luôn nha. Này là 4 triệu này. Này là 5 triệu này. Còn em giữ 2 triệu lại để trao những hộ khác nữa.
Đấy. Đấy, anh đếm coi đủ chưa anh? Đấy, anh có thể gửi một cái lời chia sẻ của mình tới các mạnh thường quân mà đang quan tâm đến người dân mình không ạ? Cũng cảm ơn mạnh thường quân đang có chia sẻ giúp đỡ vậy chứ. Dạ, tại vì đó mình cũng thấy anh hơi ngại, tại vì các bạn ạ, tại vì người dân mình cũng không có quen cái việc quay phim đâu, cũng rất là ngại chia sẻ, nhưng mà thực ra là ai cũng khổ cả. Hôm vừa rồi cũng có một chị cũng nói khá là hay là khổ, nhưng mà không biết nói ra cái nỗi khổ của mình ấy. Thì cũng thay mặt các mạnh thường quân thì cũng xin chúc gia đình anh là mùa tới mình sẽ gỡ lại được vốn rồi có lời để lo gia đình. Cảm ơn anh. Chúc mừng bội thu. Dạ rồi, chắc bọn em xin phép bọn em di chuyển đi các hộ khác đây. Dạ dạ, anh Dương về nghỉ đi anh Dương ơi. Dạ dạ. Cảm ơn anh nhiều nha. Đây. Anh Dương nhớ giữ gìn sức khỏe nha anh để lo cho các con nữa. Dạ. Em chào chị. Dạ dạ. Em về nha. Dạ. Chúng về nha. Giờ mình đi di chuyển cho mình đi với các bạn ơi. Sợ mưa quá các bạn. Trời âm u rồi. Vậy là hôm nay cũng lo được một phần nào đó cho ba anh em cũng đang rất là khó khăn ở trong cái vườn dưa này các bạn ạ. Cô Thủy bữa giờ cũng khá là tâm tư với trường hợp của ba anh em ở đây. Khổ quá các bạn ạ. Cô cứ nói là khổ quá. Dạ. Sắp tới là mình đi mua dưa ở những đâu nữa, cô Thủy có thể chia sẻ được không cô? Mình di chuyển những địa điểm như thế nào cô? Về hướng Phú Túc. Phú Túc này. Phú Túc của Krông-pa ha. Rồi mình có đi xuống Phú Yên không cô? Đây là Phú Yên. À đây là Phú Yên à? À lúc nãy con lại tưởng đây là Krông-pa chứ. Đây là Phú Yên chứ. Phú Yên. Đây là thuộc Phú Yên. À rồi rồi các bạn ơi. Chết cha. Vậy là nãy mình nhầm, mình đầu clip mình có nói đây là huyện Krông-pa. Nhưng mà không phải các bạn ạ, tại vì nãy mình đi lên xe mình cũng không hình dung được, tại không có biển báo gì cả, mình cứ nghĩ là mình đang ở Krông-pa. Ở đây là cái gì Phú Yên cô nhỉ? Ở đây là Trà Rang. Trà Rang Phú Yên. Có gần Krông-pa không cô? Mình đi từ đây mình lên trên đấy là khoảng 25 26 cây nữa. 25 26 cây. Vậy là cái huyện này nó giáp với Krông-pa cô nhỉ? À nên là mình bị nhầm nữa các bạn. Còn Phú Túc là Gia Lai, thuộc Gia Lai. Phú Túc là Gia Lai. Đấy, Krông-pa là cũng Gia Lai đấy các bạn. Thì hai ngày rồi mình ở Krông-pa Gia Lai. Nên là mình cũng cứ mặc định là ở đây là Krông-pa Gia Lai các bạn ạ. Thì cô Thủy có đi mua ở từ trên Gia Lai xuống tới Phú Yên này là kết thúc cái mùa dưa. Thì hiện tại là cô đã tăng được cho cái giá dưa người dân lên tới mấy ngàn rồi cô nhỉ? Giá dưa đã lên tới 3.500. Đấy, 3.500 hả cô? Đấy, 3.500, 3.500 tùy từng địa điểm các bạn. Ví dụ như là dưa xấu này, dưa không đạt chất lượng này, rồi dưa đường khó đi này, thì nó tăng thêm chi phí ha cô. Chất lượng dưa nó xấu á, thì nó không đạt được cái mức 3.500. Thì cô Thủy đã mua cái mức tối đa tại ruộng là 3.500 rồi. Nhưng mà giá bán ở Sài Gòn như mình vẫn nói á, các cái địa điểm bán giải cứu của cô Thủy vẫn là 5.000, không bao giờ tăng giá các bạn. Đấy, rất là khổ cực luôn, nhưng mà đấy, cô lúc nào cũng người gọi điện thoại liên tục. Bây giờ thì chắc là mình xin được phép kết thúc clip này tại đây nhé bạn. Xin được chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm, theo dõi, ủng hộ và chia sẻ đối với người dân trồng dưa hấu ở Gia Lai, ở Phú Yên. Tại vì là đều là người gặp khó khăn trong cái vụ dưa này các bạn. Đều là dưa xuất khẩu đi Trung Quốc nhưng mà không đưa đi được. Bây giờ chỉ nhờ các cái bà con ở trong nước ủng hộ. Nếu như bà con trong nước không ủng hộ thì bỏ đi hết. Thì mình thay mặt người dân cảm ơn tất cả các anh chị đã ủng hộ tới các người dân đang gặp khó khăn đây. Như vậy là mình nhận 22 triệu. Mình đã trao hết 20 triệu ở trong đây cho 3 hộ gia đình. Thì còn 2 triệu nữa như lúc nãy mình có nói. Mình sẽ trao 2 triệu này cho bất kỳ một hộ dân nào đó mình gặp trong những ngày tiếp theo. Tại vì ai cũng khó khăn các bạn ơi. 2 triệu thực sự là một con số rất là nhỏ so với những khó khăn, những tổn thất mà họ đang gặp được. Nên là mình gặp bất kỳ ai mình sẽ trao luôn. Và mình sẽ quay lại để các bạn theo dõi. Thì trong cái ngày hôm nay nó cũng có một vài cái điều không được như ý muốn. Ví dụ như là cái hộ của cái chị đó thì đi về rồi, không gặp được. Nhưng mà mình cũng xin được phép là trao luôn cho chị đó, để cho anh Dương anh giữ lại và bữa sau trao cho chị đó. Khi mà chị đó đi về đón con trai về á, thì khi chị quay trở lại đây, anh Dương sẽ trao thay mình. Rồi bên chỗ cái hộ gia đình cuối cùng thì anh cũng không chia sẻ được nhiều các bạn, tại vì anh ngại ấy, nên là các bạn cũng thông cảm.
mình không có dám hỏi thêm, tại vì anh không có quen nói trước máy quay. Bây giờ thì mình xin được phép kết thúc clip ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bọn mình sẽ phải đi bộ ra ngoài kia để đón xe đi về các bạn ơi. Xe của cô Thủy đang chờ ở ngoài đầu đường lớn kìa. Nhưng mà đường đi vào đây rất là khó khăn nha các bạn. Suối, rừng rồi đồi núi chập trùng. Xin được cảm ơn tất cả sự quan tâm theo dõi và ủng hộ của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha. May mà bây giờ giá dừa lên nữa, chứ không có là nhà anh này là không lấy được sổ đỏ luôn. Thế là đợt rồi cô hỗ trợ thêm tăng giá cho nên là lấy được hai cái sổ về rồi. Cũng khá là may. Mà anh cho mỗi người bao nhiêu? Anh Dương thì là 10 triệu. Chị gái anh Dương là 5 triệu và ủa, cái anh trai gì đấy là anh đó gọi là anh em, cũng anh em trong họ luôn. 5 triệu. Mẹ bị tai biến, mẹ của anh cuối cùng là bị tai biến hả cô? Đấy, vợ ai cũng khó khăn cả. Nhảy con quay lên không? Có con quay hết. À. Quay hết để cho mọi người biết. Đấy. Người ta biết chứ, mình hỗ trợ rồi nhé. Chứ để mạnh thường quân là người ta nghĩ mình không hỗ trợ sao? Đúng rồi. Tất cả những việc mình làm là đều phải quay để minh bạch hết. Đây. Đường đi thì khó quá nhỉ. Trong video là mọi người không thấy được đâu, nhưng mà ở ngoài thì mới thấy là nó dốc, nó gập ghềnh như nào. Con làm dưa mà sát núi là dưa đất nó mới tốt, con nhớ không? Dạ. Ui giời, lên không nổi, bị kẹt cái bánh gì. Mày chú dám chạy sợ nó nhai vô đá. Sợ nó mới nhai vô đá nó bơ. Cái cô chị gái là cô tên gì, cô nhà nấy kia? Cô Hương. Văn gì chị Hương. Dạ. Nãy cũng mới gọi cho cô luôn à? Gọi rồi. Ý là cô bảo là gọi cho cô than khổ cái gì á? Than khổ ý là cô nói là hai đứa cháu nó ở thành phố nó ra mà có các mạnh thường quân hỗ trợ cho ít nhiều gì đây, chị không biết phải không? Dạ. Mà mày đi về, ít mày đi về không có mày thì chắc không được đâu. Thế là đâu nó cho số em sao mà khổ cực dữ chị. Em khổ quá mà. Cái số em chắc khổ tới chết quá chị ư. Mới nghe con nó về. Là đi đón nghĩa con. Không biết là con cố bị sao mà lại không đủ sức khỏe không đi biết, ta. Không biết mình qua biết. Cái vòng khám ở địa phương rồi ha, nhưng mà lên tới doanh trại lại trả về. Lên đơn vị khám lại. Lên đơn vị khám lại. Khám lại là không đủ sức khỏe, tim rồi không đạt tiêu chuẩn cho nên người ta cho về. Thế là muốn chạy về biết không? Chạy về đón con. Về cái trại bao không mới lên xe mới lên lúc trưa đây. Ừ, nếu mà sáng mình ghé vào là kịp á. Sáng mình sáng là ghé kịp. Mới lên lúc trưa đây, số em sao khổ như vậy chị. Chị thêm cho em tụi em mấy nhá. Em mừng em muốn được. Thôi đó, bữa đó là chắc dương có 15 mà cô thái tổng. 15 có, 16, 17 có. Nói chung là cô cho là 20 từ xuống. Cô cũng không nói cho đâu. Chừng tính tiền tụi nó mới biết, con hiểu không? À, chừng tính tiền mới biết. Cô đâu người biết chứ còn đâu. Trời, còn chắc cái xe chạy hết à. Dạ dạ. Để à, lúc là lúc tính tiền mới biết là thêm giá. Tôi nghĩ là cô tính 15, 16 con hiểu không? Dạ. Thằng kia ra tính tiền mà có con với con gì đó. Ly, cái ly. À bữa mình ăn cơm ngoài đây này, là cô đi vào đây. Cơm ở đây nè, con nhớ không? Dạ dạ. Thế là thôi, nhưng mà hôm nay không có mặt cô ở đây thì mình cũng trao luôn cho em trai để em trai gửi lại thay mình cũng được. Ba anh em cũng khổ quá, chắc là mừng, cũng rất là mừng. Thiệt hại rất lớn, 5 triệu đúng khó, rất khó kiếm ra lắm, nhưng mà cũng rất là bé so với cái thiệt hại mà người ta chịu ha. Con cái ông già ngày tối qua cô đưa tiền, cô đưa hồi đó lúc 1 giờ sáng á. Ồ, 1 giờ sáng cô quay lại à? 1 giờ sáng ông chạy ra trầm cân. À, 1 giờ. Con xe xem đầu. Nói thôi anh lỗ thì em biết anh lỗ nhiều rồi, nhưng mà cái khả năng em thôi em có 10 triệu. Là cô cho thêm 10 triệu nữa. Cho anh mừng sao mà nó rung. Đưa tiền không đếm. Không đếm luôn. Mừng quá, không còn đếm đủ hay thiếu nữa. Anh đếm cho nó lỡ đụng lỡ thiếu rồi nó ừ cho cái bà cho tôi 10 triệu mà nó thiếu 2 3 triệu chắc ba tôi nhỉ. Dạ. Cứ lâu lâu gặp hộ khó là lại trao tặng thêm, hỗ trợ thêm. Ừ, cô tặng nhiều lắm. Dạ. Nói chung là mình thấy những khó khăn người cũng chia sẻ không nữa. Dạ. Mà cũng nói thật là không phải thương lái nào cũng đâu, làm được việc như cô đâu. Bây giờ thì chắc mình bây giờ mình về Rông Pa hả chú? Ừ. Rông Pa con. Còn mấy chục cây nữa chú nhỉ? Còn
30 cây nữa là về tới Đông Ba. Chiều nay bây giờ mình cắt cái mình cắt cái 200 tấn kia phải không cô? Ừ. Cái đồi trong kia là cái đồi của nhà anh Dương mình mới vào đó bạn, cái ngọn đồi chỗ tròn cao cao á, nhà anh Dương ở trong đó nha các bạn. Mình vừa mới đi vào trong đó đi ra đó. Bây giờ thì mình kết thúc clip nha các bạn.